Xin chào anh chị em và các bạn, tôi là Quyền, người sáng lập và phát triển kênh tìm kiếm đầu tư. Sau nhiều năm đầu tư chứng khoán, cũng từng thất bại trên thị trường chứng khoán, giúp tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm và bài học. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em và các bạn những bí quyết chúng ta phải ghi nhớ nếu chúng ta muốn đầu tư chứng khoán thành công. Như tất cả chúng ta đều biết, chứng khoán là kênh đầu tư không thể thiếu trong xã hội phát triển ngày nay đầu tư chứng khoán luôn có những cơ hội và rủi ro nên chúng ta cần phải ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, bạn phải có sự hiểu biết về thị trường chứng khoán, nắm rõ những thông tin về công ty và cổ phiếu mình muốn đầu tư. Thứ hai là, chu kỳ thị trường. Trước khi đầu tư chứng khoán, bạn phải xác định được chu kỳ của thị trường chứng khoán đang ở đâu. Tại sao tôi lại nói đến chu kỳ của thị trường? Khi bạn đầu tư trong giai đoạn thị trường đao chen, tức thị trường đang giảm, thì gần như 99% chúng ta sẽ thất bại vì khi thị trường đi xuống chúng ta mua cổ phiếu sẽ bị lỗ càng mua càng bị lỗ khoản lỗ ngày càng gia tăng còn khi thị trường đi lên hầu như các nhà đầu tư chúng ta đều có lãi vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết được chu kỳ đi xuống của thị trường chứng khoán đó là khi lạm phát tăng lãi suất ngân hàng tăng ngân hàng hạn chế cho vay nhiều thông tin bắt bớ thanh tra trái phiếu thanh tra tập đoàn hay thanh tra các dự án diễn ra dòng tiền các tổ chức liên tục bị rút ra cổ phiếu giảm và giảm nhiều tháng liên tục dẫn tới cổ phiếu của nhiều cá nhân bị các công ty chứng khoán bán giải chấp lúc này chúng ta phải đợi thị trường tạo đáy mới đầu tư vào cổ phiếu cách nhận biết khi thị trường đã tạo đáy là lạm phát giảm và được kiểm soát lãi suất ngân hàng giảm các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp các gói kích thích kinh tế được tung ra ví dụ như đẩy mạnh đầu tư công gói hỗ trợ nhà ở xã hội nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn và pháp lý cho doanh nghiệp Thị trường chứng khoán ngừng đà giảm và có một phiên xác nhận, hay còn gọi là bùng nổ theo đà, giá và thanh khoản tăng mạnh, giá tăng 2% trở lên. Lúc này chúng ta đầu tư cổ phiếu là tương đối an toàn và dễ mang lại lợi nhuận, tùy thuộc vào chúng ta chọn cổ phiếu tốt và có sóng ngành tăng tốt thì lợi nhuận càng nhiều. Bí quyết thứ ba là kiểm soát lòng tham. Chúng ta không thể thành công được nếu chúng ta không kiểm soát được lòng tham. Tôi lấy một ví dụ gần đây nhất như đầu tư chứng khoán năm 2020 đến 2021 thị trường sôi động, đi đâu cũng thấy bàn tán về chứng khoán, nhiều nhà đầu tư có lãi. Nhưng khi nhà đầu tư có lãi, lại muốn lãi nhiều hơn nữa nên số lãi đó họ không rút ra, mà còn vay mượn thêm để đầu tư bằng tâm lý rất tự tin và hưng phấn. Lúc này cũng là lúc thị trường chứng khoán đạt đỉnh và quay đầu giảm mạnh, nhà đầu tư không cắt lỗ kịp thời, dẫn đến mất cả góc lẫn lời. Đó cũng là kinh nghiệm, là bài học cho các nhà đầu tư vậy để kiểm soát được lòng tham chúng ta cần làm gì thứ nhất chúng ta nên xây dựng cho mình tư duy đúng đắn nghĩa là hiểu rằng việc giao dịch không phải là con đường giúp bạn nhanh chóng trở nên giàu có những nhà đầu tư giàu có vì họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm có một khoản vốn đầu tư tương đối lớn và đã giao dịch lâu năm trên thị trường thứ hai là có một kế hoạch quản lý vốn rõ ràng chỉ nên dành ra một số tiền vốn nhất định để đầu tư khi có lãi chúng ta nên rút bớt ra để bảo toàn lợi nhuận và chuyển phần lãi sang kênh đầu tư khác kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán đã khó, mà giữ được tiền còn khó hơn gấp nhiều lần. Bí quyết thứ tư là đội lái, hay còn gọi là cá mập. Đội lái chứng khoán là những nhà đầu tư kỳ cựu có kinh nghiệm. Họ nắm trong tay nhiều vốn, nhiều cổ phiếu và đặc biệt là nhiều mối quan hệ trên thị trường chứng khoán, sau đó liên kết lại với nhau tạo nên các cơn sóng giá chứng khoán. Không những vậy, đội lái này còn có thể liên kết với môi giới, công ty niêm yết, nhằm đẩy hoặc dìm giá cổ phiếu để hưởng tranh lệch. Đội lái sẽ cùng nhau liên kết, tập trung vào một số mã cổ phiếu nhất định, rồi tạo ra cung cầu ảo bằng cách tự mua, tự bán nhằm mục đích lôi kéo những nhà đầu tư khác cũng tham gia mua bán mã cổ phiếu đó. Đội lái liên tục đưa ra những thông tin gây nhiễu khiến nhà đầu tư mất phương hướng. Trên bảng giá chứng khoán lúc đó, bạn sẽ thấy tình trạng nhiều cổ phiếu penny bỗng tự nhiên tăng trần liên tục trong nhiều phiên không rõ lý do, làm mọi người ào ào mua theo vì nghĩ đó là cổ phiếu tiềm năng nhưng rồi khi ai nấy đang tưởng tượng về một viễn cảnh lợi nhuận màu hồng thì chúng bắt đầu rơi sàn tự do không kiểm soát được dẫn tới nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng chính vì vậy để đầu tư chứng khoán thành công chúng ta không để mình bị ảnh hưởng những thông tin báo đài hội nhóm và tâm lý đám đông đa phần thông tin đó là do đội lái tung ra bí quyết thứ năm đó là chọn cổ phiếu để đầu tư chúng ta phải chọn được những cổ phiếu khỏe nhất thị trường đó là những cổ phiếu dẫn đầu khi thị trường chung giảm, cổ phiếu không giảm hoặc giảm ít. Khi thị trường chung không tăng cổ phiếu chúng ta chọn vẫn tăng. Phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ về giá, chu kỳ cổ phiếu và sóng ngành. Phải nhanh chóng hành động khi cơ hội mua cổ phiếu đã đến, không để mất cơ hội. Nhưng cũng không mua đuổi cổ phiếu khi giá đã tăng mạnh một thời gian. Bí quyết thứ sáu là hạn chế ngồi xem bảng điện cả buổi. Tập trung vào bảng điện sẽ khiến chúng ta bị cuốn hút vào thị trường theo từng giờ, từng phút làm cho chúng ta mất kiểm soát về tâm lý dẫn đến có nhiều quyết định không chính xác. Bí quyết thứ bảy là cắt lỗ, chốt lời đúng thời điểm. Nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro, cắt lỗ chốt lời tốt, bạn sẽ không thể kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán. Cắt lỗ là một hành động mà ai cũng đau đớn, nhất là khi số tiền cắt lỗ là tiền đi vay, tiền đòn bẩy tài chính. Nhưng nhiều khi chúng ta buộc phải dũng cảm cắt lỗ nếu không muốn nhận thiệt hại nhiều hơn, vì có những cổ phiếu khi giá giảm sẽ không bao giờ tăng trở lại. Trường hợp xấu hơn nữa là cổ phiếu đó có thể biến mất khỏi sàn giao dịch. Mục đích chung của việc đầu tư chứng khoán chính là lợi nhuận, nên chúng ta phải biết chốt lãi khi cổ phiếu đã đạt được chỉ tiêu lợi nhuận hoặc khi cổ phiếu có xu hướng đảo chiều giảm. Đầu tư chứng khoán nghe có vẻ dễ thành công, dễ kiếm tiền, nhưng thực tế khốc liệt hơn chúng ta nghĩ. Giai đoạn năm 2021 đến năm 2022 ngay các công ty tài chính, các quỹ tự doanh của công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư nước ngoài cũng bị thua lỗ nặng khi thị trường giảm liên tục. Khoảng dưới 10% nhà đầu tư là kiếm được tiền và giữ được tiền trên thị trường chứng khoán, còn hơn 90% là thua lỗ. Bạn muốn đầu tư chứng khoán thành công và lâu dài, phải đầu tư thật sự nghiêm túc, học hỏi kinh nghiệm của những nhà đầu tư giỏi đi trước, đọc và nghiên cứu sách về đầu tư chứng khoán. Phải hiểu biết về thị trường và phải hiểu biết về cổ phiếu chúng ta muốn đầu tư, phải kiềm chế được lòng tham, quản trị được rủi ro, đầu tư theo khả năng của mình. Nhận xét về thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 5 năm 2023 này, tôi thấy vẫn còn rất nhiều cơ hội. Thị trường đã tạo đáy và đang có xu hướng tích lũy đi lên, nhiều cổ phiếu đang ở vùng định giá rất hấp dẫn. Các bạn có thể căn lúc thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ để đầu tư và gia tăng thêm lượng cổ phiếu cho mình. Nếu bạn chọn được cổ phiếu tốt cuối năm có thể nhân hai tài khoản. Tối hôm nay, có thông tin ngân hàng giảm lãi suất lần 3 là tin rất tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Trên đây là chia sẻ ngày 23 tháng 5 năm 2023 về đầu tư chứng khoán. Chúc tất cả anh chị em và các bạn luôn đầu tư thành công. Mọi người hãy đăng ký kênh, like, share và comment ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video sau.